đợi chút lại cái lẻ cái máy đó. À, đi một chút đi. Đèn chút đốt đèn đi cái đá. Đốt đèn vậy phải tắt đèn này chứ. Chơi chơi để chị lên chị làm cho mà. Thì làm gì làm tao phải đốt đèn sẵn. Ừ, đốt sẵn đi. Cái này không biết đây, đây. Hồi đó trẻ không không xí sợ sao vậy. Con Tuyết làm như vậy là để cho tất cả đào tam phải làm giống Tuyết nghe. Đúng sinh nhật về chùa. Sinh nhật về chùa là được vui vẻ vậy à. Rồi để đốt đèn cái đã rồi bắt đầu mới tất cả hôm nay hát bài Happy Birthday nha. Happy Birthday. Để đốt đèn cái đã. Yes, bà đám. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật của Tiến. Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday. Con cái nữa.